Đánh thế mới đánh chứ. Ai gọi cửa vậy nhỉ? Ra xem sao. Ồ, xin chào nhện trắng. Chào mọi người. Thằng nhóc này. Làm ơn hãy giúp tôi chăm sóc thằng bé. Cái gì cơ? Vậy nha, tôi đi đây. Nhện trắng lại thế rồi. Dạ, dạ, dạ. Ôi chúa ơi, Bim Bim yêu thích của tớ hết sạch rồi. Chắc chắn chỉ có thằng bé này thôi. Mau xuống đây, nguy hiểm quá. Không xem tivi nữa. Đi nào. Mấy giờ mà đã báo thức rồi vậy? Này con, đến giờ dậy rồi. Dậy mau. Dậy đi, nhanh lên nào. Được rồi, đi thôi nào. Được rồi, giờ chúng ta hãy vệ sinh cá nhân nha. Của cháu đây. Đánh răng nào. Cháu muốn đi vệ sinh à? Được rồi. Ngồi đây nào. Mẹ dặn xong rồi thì phải rửa tay sạch sẽ. Cái gì đây? Nhìn con, cháu xong chưa? Ra nhanh lên nào, chú không nhịn được nữa. Người lớn thật buồn cười. Mùi gì vậy? Ồ, thật tuyệt. Cháu ngồi xuống đây trước đã nha. Chú đói quá, cháu cũng vậy. Đồ ăn tới rồi, đồ ăn tới rồi. Quá, wow, thơm quá đi. Đây là bữa sáng của hai người. Cảm ơn nhện đen. Chúng ta ăn thôi nào. Ngon quá đi. Mình cũng đang uống sữa ngon ghê. Này, nhìn đi, mình sẽ đi siêu thị nha. Ok. Chú ơi, cháu muốn đi với chú. Được, đi nào. Hôm nay, chúng ta có rất nhiều đồ cần mua đó. Nhìn kìa, nhìn con. Làm ơn, cho tôi xin ít tiền lẻ mua cơm, tôi đói quá. Bóng bay không cậu bé? Bóng bay kìa. Bóng bay nhiều màu sắc lắm này. Quá, wow, đẹp quá. Thích quá, thích quá đi. Hả? Nhìn con đâu rồi? Nhìn con, cháu ở đâu vậy? Hả? Cẩn thận. Mau đứng lại. Chú nhìn đã ơi, cứu cháu. Chú ơi, muốn bám đuôi ta sao? Nhìn con đâu mất rồi. Tinh hệ đã mang nhện con đi đâu được chứ? Ôi không, ta biết phải làm sao bây giờ. Tất cả là lỗi của mình. Nè, có chuyện gì sao? Cậu là cảnh sát sao? Đúng vậy, tôi có thể giúp bạn. Cảm ơn. Nhện đen, nhện con bị bắt đi rồi.
Đây chính là mạng lưới định vị. Tôi đã cài một thiết bị định vị cho nhện con trước khi ra ngoài. Nhện đó, chào cảnh sát. Đây, vũ khí này. Tôi đã tìm ra được vị trí của bọn chúng rồi. Chúng ta sẽ giải cứu nhện con. Được, đi thôi. Là bọn chúng. Tên bad guy đầu tiên người không nói không rằng lao lên tấn công vào đồng chí cảnh sát, nhưng ngay lập tức đã bị đồng chí cảnh sát hạ gục. Còn ở đằng này, nhện đỏ và nhện đen cũng đang có màn đỏ súng vô cùng căng thẳng với hai tên bad guy còn lại. Hey, chết này, nằm mơ đi. Tên lính đỏ không ngờ rằng nhện đỏ dùng chính đồng bọn của chúng làm bia đỡ đạn. Ôi không, yeah, đi tiếp nào. Sao đây không có ai vậy? Khá hay cho các ngươi đến được đây đó. Hey, chết nè, tạm biệt nhé. Muốn đánh lén sao? Đâu có dễ. Cảm ơn cậu nhé, nhìn đen. Hai người ổn chứ? Cậu có sao không nhìn đen? Hả? Người! Chú ơi, cháu sợ quá. Giơ tay lên, nếu không đừng trách. Tay của ta. Nhìn con, lại đây. Cháu có bị thương ở đâu không? Cháu làm tốt lắm cậu bé. Được rồi, giờ thì về nhà thôi. Các cậu, tớ xử lý xong rồi. Yeah, cậu làm tốt lắm. Bây giờ chúng ta phải giấu tên này đi đã. Được. Nhìn đen, nhìn trắng, các cậu đợi đây đi, để tớ vào trong xem sao đã. Cậu cẩn thận nha, tớ tính cả rồi. Kế hay đó. Chúng ta ra kia đi. Lô hàng này toàn là những mẫu súng mới ra. Tên kia, ra đây canh đi. Được. Coi chừng cẩn thận đó. Hả? Súng trao đổi. Tên kia, làm gì vậy hả? Ui da, tự dưng đau bụng vậy ta. Tôi đi vệ sinh một lát. Số súng đó bọn chúng đem bán sao? Mình phải ngăn chuyện này lại mới được. Đang phát tín hiệu. Hả? Người làm gì ở đây vậy hả? Em chào đại ca ạ. Người đâu? Mau cầm lấy. Đi giao lô hàng này đi. Nhớ đừng để xảy ra sai sót gì đó. Nơi giao dịch ở trong rừng sao? Rõ, thưa đại ca. Địa điểm giao dịch ở phía trước rồi. Đó chẳng phải là hacker chúa tể và đám tay sai của hắn sao? Xin mời kiểm tra thẻ. Tiến hành trao đổi đi. Đây chính là thứ các ngươi cần. Cái gì vậy? Súng đâu chứ?
Người dám bày trò với ta sao? Không, tôi không biết trong đó có gì. Nhìn đó, tránh ra. Đứng im, không tao bắn đó. Bắt hắn lại mau, nhanh. Không ngờ tới có phải không? Đứng lại. Ui không. Ui da. Cú cú. Nhanh, nhanh lên. Mau tìm kiếm tôi. Chính nó. Đây chính là danh sách các loại vũ khí. Cậu hãy gọi nhện đỏ đi. Được. Cô ấy tắt máy rồi. Không thể nào. Có khi nào cô ấy gặp nguy hiểm rồi không? Ta hãy đi tìm cô ấy thôi. Được, đi thôi. Kẻ nào đó? Kẻ nào dám? Là ta đi. Ui, nhìn đi. Cũng khá đó. Vẫn còn non và xanh lắm. Người không đấu lại được ta đâu. Tạm biệt nha. Đây chính là cái giá cho việc động vào bạn ta đó. Nhìn đi, cô ổn chứ? Tôi ổn. Đứng dậy nào. Tình xấu xa. Cậu nhìn nè, là địa điểm giao dịch vũ khí. Ta hãy tới đó mau thôi. Nhanh trắng, cẩn thận đó. Ok. Chết tiệt. Định vị bị mất sóng rồi. Đi hướng đó xem sao. Các ngươi đừng manh động. Hacker chúa tể. Dừng tay lại. Nhìn đi. Nhìn trắng. Thả quẩy ra. Nhìn đó. Cậu không sao chứ? Các cậu tới rồi. Bây giờ xem ai sợ ai nào. Lên đi. Bọn xấu xa các người sẽ phải trả giá. Các người. Đáng đời này. Bọn vô dụng. May mà ta đã đề phòng sẵn rồi. Để xem lần này các ngươi thoát kiểu gì. Cảnh sát. Cảnh sát, chúng tôi có chuyện muốn báo. Mấy người hãy xem trước đi đã. Có người đã báo là các anh đã giao dịch trái phép vũ khí. Ôi không, không phải như anh nghĩ đâu. Bằng chứng luận tội đầy đủ. Các anh đã bị bắt rồi. Có kẻ đã hãm hại chúng ta. Chạy mau. Đứng lại, không được chạy. Tôi cần viện trợ. Giờ chúng ta phải tìm được bằng chứng để minh oan. Nhóm người nhện cuối cùng, các ngươi cũng tới rồi.
Đứng im. Nhìn trắng. Gã hề. Đã lâu rồi không gặp. Ta chờ ngày này lâu lắm rồi. Ta sẽ cho các ngươi nếm mùi đau khổ. Ngươi thua rồi. Hả? Ở phía bên trên. Cẩn thận. Bọn chúng gục hết rồi. Ta hãy đi thôi. Các anh, đây chính là bằng chứng minh oan cho chúng tôi. Xin lỗi vì đã hiểu nhầm các anh. Đứng lên, mau. Các anh đã bị bắt. Đi mau. Chúng ta về nhà thôi. Lên. Nhanh cái chân lên. Đồ vô dụng. Các ngươi đã làm hỏng kế hoạch của ta. Em xin lỗi thưa đại ca. Em đã lấy lại được quyển sổ rồi à? Còn đó là được rồi. Thua keo này ta bày keo khác. Nhện trắng, cậu ổn chứ? Không ổn tí nào, ta mệt quá. Không ổn, cậu ấy sốt cao quá. Tôi phải gọi bác sĩ cho cậu ấy. Được. Alo. Hả? Đứng lại đã. Các người là ai? Cô. Ôi không. Ú à. Các người định làm gì? Ngươi hãy đoán xem. Tha cho tôi. Tức rồi sao? Ăn gì mà nặng thế không biết. Chúng ta là những gã hề ma quái. Nhìn đây, nhìn đây. Được đó. Tạm biệt các anh em nha. Tạm biệt. Bác sĩ tới rồi. Chào bác sĩ. Cậu ấy sao rồi bác sĩ? Trật tự bao. Này. Được. Mau đứng dậy. Theo ta nhanh lên. Ngồi xuống. Đại ca. Cởi trói cho hắn. Dạ. Xin hãy tha cho tôi. Không cần phải căng thẳng như vậy.
nhiều tiền quá. Chỉ cần ngươi làm cho ta một việc thì tất cả số tiền này sẽ thuộc về ngươi. Việc gì? Tìm cách tiêu diệt nhóm người nhận cho ta. Không thể nào. Không, không. Nếu vậy thì bọn ta không khách khí đâu. Chọn đi, một là tiền hay là đuổi bạn. Không, tôi sẽ không vì tiền mà hại họ đâu. Ngu ngốc, chưa có một ai dám từ chối hợp tác với ta cả. Vậy ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Các anh đừng quá lo lắng, cho cô ấy uống thuốc này là được. Cảm ơn bác sĩ. Tạm biệt anh, tạm biệt. Này, ôi, rơi hết thuốc rồi. Nhìn đó, nhìn này, viên thuốc này có vấn đề. Chúng ta phải tìm hiểu chuyện này cho ra nhẽ mới được. Lối này, bộ đồ này. Không gọi được. Là shotgun. Chúng ta phải cứu bác sĩ. Đi thôi. Hết đạn mất rồi. Được đó. Nhìn đi, tên lên đó xem sao. Hành động thôi. Được rồi. Nhện đen, cậu lợi hại thật đó. Ở trong vẫn có người. Có kẻ đột nhập. Không có ai trong này cả. Có ai không? Cứu, cứu, cứu tôi với. Là một cái bẫy. Ôi không, cửa đóng mất rồi. Các người không ngờ tới đúng chứ. Đi thôi. Bọn chúng bất tỉnh rồi. Nói mau, bác sĩ ở đâu? Ở dưới kia. Chính là chỗ này. Bác sĩ, biệt đội người nhận. Anh ổn chứ? Tôi ổn. Chúng tôi sẽ đưa anh ra khỏi chỗ này. Đi thôi. Cô cảm thấy thế nào rồi? Yeah, cậu ấy đỡ rồi. Cô nghỉ ngơi về sức khỏe nha. Cảm ơn bác sĩ. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt bác sĩ. Yeah. Kế hoạch thành công rồi. Tốt lắm. Sắp có trò hay rồi đây. Nhìn trắng ơi. Đầu của tôi. Không. Nhìn trắng. Không. Quá là một kế hoạch hoàn chỉnh. Sau khi mua chuộc bác sĩ bằng tiền thất bại, Shocker liền sử dụng hạ sách lấy người nhà ra để uy hiếp.
Cứu tôi với. Vợ, con gái. Thấy gì chưa? Gia đình quan trọng hay người nhện quan trọng hơn hả? Tôi chấp nhận yêu cầu. Phải vậy chứ. Biệt đội người nhện, cứ đợi xem. La 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 la. Ủa, hình như có người đi theo mình thì phải. Mà thôi kệ. La 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 la. Mau ngủ đi nhện trắng. Nhện trắng đã bị bét gai dùng thuốc mê bắt cóc. Xem tivi chán chết. Ủa, có tin nhắn này nhện đỏ. Chào mừng bạn đến với buổi tiệc sinh nhật của tôi. Wow, tuyệt quá. Chúng ta đi chuẩn bị thôi. Yeah. Yeah. Hey hey hey. Đi thôi. Chết rồi, chúng mình quên không chuẩn bị quà đến buổi tiệc rồi. Ừ nhỉ. À, theo tớ. Hí, không có ai quanh đây cả. Hồng nè, vàng nè, trắng nè. Đã phát hiện ra bọn chúng. Được rồi, đi nào. Về báo tin thôi. Tiệc sinh nhật nhện trắng. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé, nhện trắng. Tớ cảm ơn. Tới nơi rồi. Wow. Nhện đỏ, nhện đen, các cậu tới rồi, vào tham gia tiệc mau lên. Yeah, chào các cậu nhé. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Tớ cảm ơn nhiều nhé. Hai cậu ngồi đi. Ăn trái cây đi nè. Hai cậu chơi thoải mái nha. Tớ lấy đồ uống cho hai cậu. Đồ ăn ngon quá hả? Thuốc độc ta đã chuẩn bị sẵn rồi. Chỉ cần pha một chút vào ly đồ uống, hòa tan nó. Các cậu mau uống thử đồ uống tớ pha đi. Dĩ nhiên rồi. Cạn ly nào. Hả? Đủ có vấn đề. Thế này là sao? Nhện trắng. Hey! Các ngươi cũng thật là may mắn đó. Nhưng dù sao thì hôm nay các ngươi cũng đừng mong sống sót. Hả? Vậy là các ngươi đang bắt giữ nhện trắng phải không? Chịu trói đi. Hey! Mà đuổi theo chúng. Mau mau, mở cổng. Nào nào, chạy mau. Bắt bọn chúng lại. Nấp vào, mau. Này, bọn chúng sắp tới đây rồi. Ừ, khi chúng tới, ta sẽ ra tay bất ngờ nhé. Ok. Lấy súng của hắn mau. Đằng sau. Thấy tớ bắn đỉnh không? Yeah. Các ngươi quá sơ suất rồi. Mình đang ở đâu vậy? Hả? Hai tay mình bị trói mất rồi. Tên cảnh giác đang ngủ. Phải tận dụng thời gian trốn thoát thôi. Đây rồi. Có cảnh sát để cứu đứt dây trói. Ôi, mình ngủ gật lúc nào không biết. Hả? Nhện trắng trốn thoát rồi. Còn sót lại sợi dây. Làm sao có thể cứu đứt được chứ? Đồ ngu ngốc. Thật đáng chết.
Tuyệt vời. Yeah. Đi về nào. Này để chúng thoát lần nữa. Các ngươi cứ đợi đấy, ta sẽ quay trở lại.